Sáng nay tại hội thảo lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện chính quyền, đoàn thể, chuyên gia và người dân đã tham gia góp ý cụ thể về một số vấn đề như là quy hoạch sử dụng đất, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, thu hồi đất, bồi thường tái định cư, việc đồng bộ cơ sở dữ liệu thông tin hồ sơ đất đai. Một số đại biểu cho biết, dự thảo luật đất đai sửa đổi hiện vẫn quy định cung cấp thông tin hồ sơ, thủ tục địa chính giữa các cơ quan đơn vị theo hình thức văn bản. Từ cơ quan đăng ký đất đai mà chúng ta cứ phải tham mưu một cái văn bản lên trình cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện mới gửi qua cho bên cơ quan đăng ký đất đai để chia sẻ cơ sở dữ liệu địa chính, thì như vậy thứ nhất là chúng ta đang bị kéo dài cái thời gian giải quyết các hồ sơ công việc, là việc cung cấp hồ sơ cơ sở dữ liệu địa chính là nên bổ sung thêm một cái vế nữa, đó là cung cấp cho cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để sử dụng. Thì cái việc chia sẻ dữ liệu và cung cấp cái thông tin cho các bên liên quan, ví dụ như người dân hoặc là các nhà đầu tư hoặc là các nhà quản lý nhà nước hoạch định trong cái kế hoạch sử dụng đất hoặc là cái vấn đề liên quan đến quy hoạch phát triển quốc gia, nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như là trong cái người dân, khi tránh những cái trường hợp ví dụ như thế này, ví dụ như là người dân đi quan tâm đến một lô đất nào đó, người ta muốn mua nhưng mà thông tin về cái tình trạng sử dụng đất đó như thế nào, đất có sổ chưa hay là tình trạng sử dụng đất ra sao, thì hầu như là tiếp cận thông tin của người dân bây giờ đã qua văn bản giấy, mà trong khi đó chính phủ của chúng ta là đang hướng đến là chính phủ số, thành ra là cái việc mà tiếp cận qua cái hệ thống thông tin này là cần thiết. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật đất đai sửa đổi cần giải thích rõ các thuật ngữ như lợi ích vật chất khác khi bồi thường quyền sử dụng đất, các trường hợp đặc biệt không bị cưỡng chế thu hồi đất, các tổ chức xã hội khác tham gia cưỡng chế thu hồi đất.